câu hỏi được đặt ra là khi chúng ta phát triển được năng lực vật chất thể chất để có một loạt tư duy mà chúng ta không cần tư duy để có các loại tư duy khác, thì lúc đó các anh chị muốn học cái gì? Thì thực ra câu trả lời là chưa tìm được cách nào để mà tự kích hoạt được cái loại tư duy đó lên. Nên là lớp học về thấu hiểu tư duy nội tâm này nó phát triển nhằm giúp cho những người không kích hoạt được được cái một loạt tư duy, mà chúng ta không cần tư duy để có các loại tư duy khác, gồm có năm mục tiêu. Hướng nhất là phải nắm bắt được tư duy ở các hệ quy chiếu khác nhau, phải biết được định nghĩa và các loại tư duy theo các hệ quy chiếu khác nhau. Thứ hai là để thấu hiểu thông suốt tư duy trong lời nói. Thứ ba là làm rõ tất cả những gì mà con người chúng ta mong muốn. Thứ tư là để rõ thông con đường đạt được mong muốn của mình, và cuối cùng là để trở thành một chuyên gia kiến tạo tư duy và truyền đạt những điều tốt đẹp đến cho những người sau học hỏi và phát triển bản thân.